Cô hòa chào tất cả các bé mẫu giáo mầm non Ngã Tư Sở. Cô lại gặp các con trong một buổi truyền hình hôm nay đây. Hôm nay chúng mình có đoán là cô Hoa sẽ mang đến cho chúng mình điều gì bất ngờ không? Chắc hẳn là các con đã nhìn thấy ngay bên cạnh cô đây, có một chiếc sa bàn thật là nhỏ nhắn đáng yêu về những chú cá đầy màu sắc đấy. Để làm được cái sa bàn như thế này, cô cũng dùng đất sét nặng và cô đã nặng để tạo nên những chú cá này với nhiều dáng vẻ khác nhau, bơi phải này, bơi trái này, rồi con to con nhỏ, và cũng những cái đất nặng đấy cô cũng đã làm nên những viên sỏi này, rồi những cây rong thật là sinh động. Để làm những chú cá đáng yêu như vậy, chúng mình hãy chú ý xem cô Hoa chuẩn bị những nguyên liệu gì nhé. Tất nhiên không thể thiếu là những viên đất sét đủ các màu, rồi con dao để chia đất này, và cũng không thể thiếu một chiếc dĩa rất là nhỏ. Chiếc dĩa này các con có thể dùng để tạo vây cá này, hoặc là chúng mình có thể dùng những phần nhọn của dĩa này để làm thành những cái vảy cá đấy. Tại vì khi nặn những chú cá này, những chi tiết nhỏ đấy cũng rất quan trọng với các con ạ. Bây giờ chúng mình hãy chú ý và tiến hành thao tác để nặn những con cá cùng với cô nhé. Nào, với những viên đất sét nhiều màu như thế này, cô Hòa sẽ chọn một viên đất sét màu cam để chúng mình nặn một chú cá màu cam nhé. Cô lại làm mềm đất này, rồi bằng cách nắm những viên đất này từ bàn tay này chuyển sang bàn tay kia, hơi ấm từ lòng bàn tay sẽ làm cho viên đất mềm ra đấy các con ạ. Và nếu như viên đất càng mềm thì chúng mình sẽ thao tác nặn được dễ hơn. Rồi, với một viên đất như thế này thì các con có thể nặn luôn thành một con cá, hoặc là chúng ta có thể dùng dao cắt bớt đi để cho con cá của chúng ta có kích thước vừa phải với cả sa bàn. Ở đây cô Hoa sẽ dùng dao cắt bớt một phần của đất đi. Cô để viên đất thừa sang đây, sau đó cô tiếp tục nắm lại này và dùng lòng bàn tay để xoay tròn viên đất. Động tác này sẽ khiến cho bề mặt của viên đất mịn hơn đấy. Sau khi xoay tròn rồi, bắt đầu cô Hoa lăn dọc. Tất cả các thao tác này được cô làm ở trên lòng bàn tay. Các con cũng có thể đặt cái viên đất này xuống phía khay và chúng mình nhẹ nhàng lăn dọc theo. Sau khi lăn viên đất theo chiều dọc rồi, cô Hoa bắt đầu tách 1/3 chiều dài của viên đất ra để nặn thành phần đuôi. Nặn phần đuôi như thế nào? Các con sẽ dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ, chúng mình nhẹ nhàng nắn cho viên đất được dài ra. Sau đó các con cũng dùng hai ngón tay trỏ và ngón tay cái để chúng mình ấn bên viên đất để tạo hình chiếc đuôi cá nhé. Sau đó chúng mình sẽ dùng dao chia đôi phần đất vừa mới nặn đẹp ra. Rồi, ở đây bắt đầu cô tách ra và nắn lại để làm thành đuôi cá này. Đuôi cá nhọn cho nên chúng mình sẽ nhẹ nhàng nhé, dùng ngón tay vuốt này. Lát nữa chúng mình sẽ tạo hình cho đuôi cá vểnh lên. Còn bây giờ thì chúng mình cứ nặn như vậy đã. Các con cũng có thể ấn cho viên đất lùi lại một chút. Sau khi nặn xong phần đuôi cá này, cô Hoa sẽ đặt con cá này xuống. Phần đất mà cô vừa mới sắn ra, cô sẽ cắt ra một miếng nhỏ để làm vây lưng và hai bên vây mang cá. Phần vây lưng này cô cũng sẽ lăn dọc, sau đó cô ấn bẹt lại. Các con chú ý nhé, cái phần vây lưng này nó sẽ gần dài gần với cả cái chiều dài của thân con cá đấy. Đấy, các con đã nhìn thấy cô Hoa ướm vào chưa? Rồi, và các con tiếp tục dùng dao này, chúng ta sẽ bắt đầu đặt những cái rãnh ở trên vây lưng ra. Sau khi chúng ta nhấn dao vào để tạo những cái rãnh ở trên vây lưng thì chúng ta hãy đặt cái vây của con cá lên trên thân của cá này. Rồi, chúng ta nhớ ấn nhẹ để cho vây có độ cong nhất. Và bây giờ cô lại tiếp tục dùng dao để làm hai chiếc vây mang nhỏ. Phần đất sẽ nhỏ hơn nhé các con nhé, phần đất này
sẽ ít hơn này. Sau đó cô dùng tay ấn bẹt lại, rồi cũng vuốt một đầu nhọn ra và cô dính vào hai bên mang. Cô dùng ngón tay trỏ ấn vào để chuẩn bị tạo hình khuôn đầu của con cá. Sau khi đã ấn xong cái bên mang này, cô Hoa sẽ dùng đất sét màu đen để làm hai cái mắt cá nhé. Chúng mình chỉ lấy một chút xíu thôi và chúng mình chia đôi cái viên đất này ra sao cho nó bằng nhau. Sau đó các con có thể dùng đầu ngón tay vê tròn lại để làm thành hai cái mắt cá. Sau đó chúng mình ấn vào hai cái bên thân cá này. Còn thiếu cái gì nữa nhỉ? À, còn thiếu miệng cá. Chú cá này cô sẽ dùng một chút đất sét màu đỏ. Cô lại lấy dao một chút đất sét ra. Sau đó cô lăn dọc. Phần miệng cá này đòi hỏi là các con hãy dùng ngón tay trỏ của chúng mình lăn nhẹ nhàng nhé. Sau đó các con sẽ quấn tròn sợi đất sét chúng mình vừa lăn được vào. Phần thừa còn lại chúng mình hãy lấy kéo cắt đi. Sau đó các con dùng cái vòng tròn mà chúng mình vừa mới tạo được, chúng mình ấn nhẹ nhàng vào. Vậy là chú cá đã có một chiếc miệng để bắt mồi thật là xinh xắn rồi. Sau khi đã nặn xong các chi tiết để tạo hình thành con cá này, gồm có thân này, đuôi này, vây lưng này, hai bên vây mang này, mắt và miệng, thì bắt đầu cô dùng chiếc dĩa nhỏ này. Cô dùng đầu nhọn của chiếc dĩa để vẽ những cái nét thẳng ở phía trên đuôi cá và hai vây mang nhé. Cô dùng dĩa rạch những đường thẳng. Hai bên này muốn sạch và không bị rời ra thì các con nhớ nhé, chúng mình sẽ dùng đầu ngón tay trỏ để chúng mình giữ lấy vây. Sau đó chúng mình sạch nhẹ nhàng thôi. Bên này chúng mình có thể dùng ngón tay cái chúng mình đỡ. Rồi, và thân con cá này để sinh động hơn thì cô sẽ dùng tiếp cái phần đầu nhọn của dĩa để tạo nên những cái vây cá. Bằng cách cô ấn cái đầu dĩa xuống, vừa ấn cô Hoa vừa nhích để cho có những nét cong giống như cái vây. Rồi, cô lại xoay chiếc dĩa và lại làm tiếp phần bên này. Rồi, công đoạn cuối cùng là cô bắt đầu dùng tay để chỉnh cho những chiếc đuôi này có thể cong vẫy theo cái chuyển động của con cá cho thật sinh động. Cô bẻ lên này. Rồi, chúng mình đã tưởng tượng thấy chưa, chú cá này đang quẫy vây thật là mạnh, quẫy đuôi thật là mạnh để bơi đi dưới làn nước đấy. Phần thân, nếu các con có thể dùng ngón tay uốn cong lại. Vậy là một chú cá đã vừa được cô Hoa nặn xong. Để có được một bể cá đẹp thì chúng ta hãy nặn thật nhiều con cá giống như chú cá mà cô Hoa vừa nặn đấy. Chúng mình có muốn xem cô Hoa thao tác nặn tiếp một con cá khác màu nữa không? À, vậy thì cô sẽ làm thêm một chú cá có màu đỏ nhé. Cô lại lấy đất sét này và làm mềm này. Dài hay ngắn thì chúng mình sẽ tùy theo
sợ thế mà chúng mình lăn nhé. Bây giờ cô bắt đầu tách một phần, dùng ngón tay để ước lượng là 1/3 của viên đất này ra. Sau đó cô sẽ dùng ngón tay chọn và ngón tay trái để vuốt ra phần đuôi cá. Phần đầu cá này nếu như đất còn vẫn còn hở thì chúng ta có thể dùng tay niết lại cho nó kín và mịn. Lấy phần đất mà cô vừa tách ra, tính được chúng ta tạo hình chú cá bơi thật là mềm mại. Cô lại dùng đất đen để nặng hai đôi mắt. Cô dùng đầu ngón tay này quay tròn lại. Trong phần đất đen này của cô cũng có pha một chút đất màu xanh đấy để cho mắt chú cá thêm sinh động. Rồi là chú cá này cũng được cô Hoa lấy một chút đất màu cam. Vì là thân cá đã màu đỏ rồi cho nên là khi mà nặng thì các con lưu ý nhé, lấy cái phần đất màu khác màu để chúng mình tạo hình cái miệng của cá. Cô sẽ lăn sọc cái phần đất màu cam này. Các con chú ý này, khi lăn phần đất màu cam để tạo hình miệng thì chúng mình sẽ lăn cho sợi đất nó dài và mảnh nhé. Sau đó cô sẽ cuộn tròn lại. Phần đất còn thừa cô cũng bỏ đi. Rồi cô dính phần đất mà vừa cuộn tròn lên phần đầu cá để làm thành cái miệng. Wow, chú cá đã có một cái miệng thật là xinh để bắt mồi đây. Vậy là chú cá bằng đất nặn đã được cô Hoa tạo hình xong. Bây giờ bước tiếp theo là gì nào? À, là cô Hoa sẽ dùng chiếc dĩa này để sạch những cái rãnh ở trên phần đuôi và phần vây mang nhé. Chúng mình cứ làm từ từ thôi. Chúng mình sạch cái rãnh, chúng mình hãy lấy ngón tay đỡ thật nhẹ nhàng vì đất lúc này đã mềm và rất là dẻo rồi. Sau đó dùng phần đầu của dĩa để nhấn vào phần thân làm thành những chiếc vẩy. Vậy là cô đã tạo hình xong một chú cá màu đỏ nữa rồi đấy. Và việc còn lại là cô sẽ đặt chú cá này vào một cái bể cá cho chúng đã có bạn bè rất là đông. Các con có
thể sắp xếp cá theo ý của mình, chúng có thể bơi dọc bơi ngang hoặc chúng có thể chụm đầu vào nhau, trông rất là thân mật và đoàn kết. Vậy là bài tạo hình nạn chú cá của cô Hoa vừa hướng dẫn cho chúng mình đã xong rồi đấy. Cô Hoa mong rằng các con sẽ tạo thành những chú cá thật là đẹp, thật là dễ thương và sinh động để có thật nhiều niềm vui trong những ngày nghỉ ở nhà cùng với gia đình. Tạm biệt các con, chúc các con thật nhiều sức khỏe.